Này làm vì đam mê thôi. Đây kia anh em phun đổ này. Sotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam. Cao thế này vâng, Sotado xin chào tất cả anh em nhá. Ngày hôm nay anh em công ty Sotado có mặt tại Quảng Ninh anh em ạ. Quảng Yên, Quảng Ninh để bàn giao máy phun vữa Sotado 10. Đấy, cho anh Lập. Đấy, ở Quảng Ninh đấy. Chi để đổ vào máy thì chắc là cắt thôi. Cái máy kê cao bây giờ mà anh đổ cái ấy là mệt đấy. Ống áng nó đưa lên tầng 3 này. Ừ, không thì ấy chứ mà đổ cái bao nó mệt lắm anh, bởi vì cái máy bây giờ kê nó cao rồi. Mệt người lắm. Hướng dẫn nước là mát luôn anh ạ. Ừ. Đúng rồi. Mấy cả cái nước làm mát này anh nhá. Đây này. Anh làm anh phải quen với cái việc này này. Đây này anh này. Đây là cái nước làm mát đấy nhá. Đây này. Đấy. Mỗi khi máy hoạt động là phải có nước đây anh ạ. Là bắt buộc phải có nước anh nhá. Cháy cái ống ở trong kìa. Và anh cho thêm một tí tẹo bột rồi ít thôi nhá, không cần nhiều đâu. Tức là nó chỉ cần từng đây thôi nha. Tí này tẹo thôi. Anh cho vào đây cho em, đừng cho nhiều. Cho nhiều thì nó nhớt. Cho thêm tí nữa anh. Thôi được rồi thế thôi. Nó nhớt rồi, nhẹo rồi. Rồi. Đấy, anh cứ cho này gần đầy cái ấy này. Gần đầy cái này khi mình bật át phát là nó có nước đây này. Đây là hệ thống làm mát tuần hoàn của chúng tôi anh em nhá. Đây anh dơ lại em xem nào. Đấy. Cái này là bắt buộc là anh phải kiểm tra trước khi máy hoạt động nhá. Đấy, nước làm mát đấy. Đấy. Đấy, còn đây là vô lăng điều tốc này. À, có thể phun nhanh phun chậm để giúp bảo vệ ống ép được bền nhất anh em ạ. Đấy, ví dụ mình phun cao thì mình bơm nhanh, còn phun thấp mình bơm bình thường thôi. Này, đây là điều khiển từ xa phun đi này. Phun ngược này, tạm dừng này. Đấy. Đây rồi đây ạ. Đây rồi, không phải kéo nữa đâu. Có rồi. Đây em nhá, ban đầu là phải có một xô dò này. Anh không cần đặt đâu, anh cho thêm em ít phụ gia vào nữa. Rồi vậy là được rồi. Cho một ít thôi. Còn cái này bây giờ cái mẻ đầu đó anh cho 5 số nước thôi. Cát này thì nó cũng khô nhưng mà vấn đề là cái mình làm hồ dầu thì giờ mình cho 5 số cát thôi. À 5 số nước thôi. Anh cứ pha bình thường như ấy thôi. Pha bình thường như là ấy thôi. Nhưng mà đừng quên cái phụ gia là được. Đây anh kỹ thuật chính của chúng tôi là đang hướng dẫn trộn vữa anh em nhé. Thứ làm mát em có cho đấy. Có cho một tí thôi, một thìa cà phê thôi. Vữa này bị xấu rồi. Đây anh em kỹ thuật xấu rồi. Đang hướng dẫn trộn vữa này anh ạ. Đây nha anh ơi. Cái nguyên tắc của cái vữa này nó bóp phải hết vữa nhé. Vữa này nó đang bị xấu. Cho em 2 chảy xi vào đây. Hai chàng đầy rồi đấy. Rồi được rồi, để cho nó quay. Ban đầu anh làm chưa quen ấy, anh cũng phải bóp vữa trước. Bóp vữa mà không có trong lòng bàn tay thì mới được đổ vào. Không có là nó cát là bơm lên tắc đấy, mà tắc người xử lý mệt lắm. Cố gắng vữa lúc nào cũng cần chỉ là chẳng bao giờ đấy, bóp nó phải hết trong tay này. Trong tay mình nó phải hết vữa. Rồi bây giờ em qua em hướng dẫn anh cái này nhá. Đấy, nhìn cả cái dưới trên nhá, cái dưới bắt buộc chạy nhá. Cái này anh bật nhá, bật áp lên. Bật áp lên nhìn cái nước nó chảy, thấy chưa? Nước chảy rồi thì bây giờ anh ấn nút xanh, cho nó bơm đi, nút xanh đấy đúng không? Đấy là máy nó bơm đi nhá. Máy bơm đi thì anh phải đổ cái hồ dầu vào đây thấy chưa? Mình cứ bình tĩnh cho máy nó chạy trơn tru đi. Mình cứ bật lên cho máy nó chạy trơn tru đi đã. Đấy cho nó hút nhá, hút hết ra, cứ bình tĩnh cho nó hút hết. Đổ từ từ thôi. Anh chuẩn bị tắt máy đây, anh đứng ở chỗ máy chuẩn bị tắt máy. Chuẩn bị bắt đầu nó dồn cái hồ dầu nhá. Nhìn này. Đấy tôi tắt. Tắt nút đỏ. Rồi tắt rồi. Đấy bình thường là nút đỏ hay chưa? Tắt đi để cho cái hồ dầu nó làm ở trong ống này. Làm mẻ nữa đây anh ơi. Trộn thêm mẻ nữa. Đây anh kỹ thuật chính của chúng tôi đang hướng dẫn trộn vữa bên dưới nhá. Đây, ống áng là chúng tôi dằng lên tầng 3 này. Lát là phun cái tùm này. Đấy. Sáng nay test thử vài bao thôi anh ạ.
Đây tôi vừa hướng dẫn thợ của anh Lập nhé. Đấy, phun này. Giờ anh ấy đang phun bình thường đây. Bên này là một người cán thức dẹt này. Anh ấn vào tường ấy, ấn vữa vào tường, ấn thước vào tường, đè mạnh vào. Đấy, chỗ nào thiếu chỗ nào thừa là nó bù với nhau. Đấy, bơm một lúc cái là hai bước luôn anh ạ. Đây máy là chúng tôi đặt bên dưới nhé. Đây máy đây. Đấy, anh kỹ thuật chính đang dẫn dụng vữa này. Nghỉ tầm 20 phút là được rồi. Bởi vì phun cái này có phun có từ đôi 2 tiếng thôi. Anh có phun nhiều đâu. Ờ, phun thế tính cứ 2 tiếng là 2, gần 2 tiếng 3 mà. Gần nhiều đâu. Đây một phòng anh em chỉ cần hai thợ này. Một thợ phun, một thợ cán này là được. Còn bao nữa thôi. Bao nữa thì phải ơi. Bao nữa quen hơn đều hơn đấy. Đưa như chuyên nghiệp thế này. Đưa máy thôi chứ mà. Đưa cái quay đây. Chấp vàng nhau đây người này. Này làm vì đam mê thôi. Đây kia anh em phun đủ này. Anh em phun đủ là dùng thức dẹt là cán nó tương đối rồi. Đây là khi mà quá trình kết thúc buổi phun nhá. Thì anh em bỏ sang sang một bên này, sàng đây này, để lấy vỏ xịt xịt. Đấy còn vữa viết quanh máng anh em vét xuống để cho nó bơm nốt lên. Đấy. Đây. Rotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam.